gian gần đây chứ mấy lần cửa hàng Carson 41 của nhà Magic đang rất hot. Hôm nay thì mình đi vào tìm hiểu xem em nói như thế nào mà được nhiều người quan tâm đến vậy nhé. AC141 được thiết kế nhỏ gọn, bên ngoài là một lồng chụp giảm tiếng ồn được làm bằng nhựa PC, dày dặn và chắc chắn giúp giảm tiếng ồn trong quá trình sử dụng. Khối xay với dung tích 1,5 lít được làm bằng thủy tinh sapphire giúp giảm âm thanh vòng bi khi máy hoạt động. Bên hông là tay cầm cách nhiệt dễ dàng lấy ra sau khi nấu sữa sắp. Nắp gà thông minh, chống trào, dễ dàng tháo lắp. Phần đế nấu được làm bằng inox, có tráng một lớp men chống dính. Bộ lưỡi dao 3D, 6 cánh, được làm bằng thép không gỉ, xay nhuyễn mịn tất cả các loại hạt. Chưa hết đâu, máy còn có tới 9 chức năng tự động, tha hồ nấu các loại sữa, hầm xương, nấu súp, nấu chè, còn có thể xay trái cây được nữa. Máy xịn như vậy nên được nhiều người quan tâm đến, cũng đúng vậy, nhanh tay của em nó về để trải nghiệm ngay.